hello xin chào tất cả mọi người nhé hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lén và giải lén file ở trên máy tính hay là laptop để mọi người có thể là uh, mở được cái file lén hay là lén lại được file để gửi cho bạn bè của mình cho nó thuận tiện hơn ví dụ trường hợp mọi người uh, được bạn bè gửi cho chúng ta một cái file uh, đuôi rát như thế này thì mọi người không biết là giải lén như thế nào và không biết là mở ra để xem như thế nào thì để có thể là lén hay là giải lén file được ở trên máy tính hay là laptop Thì đầu tiên mọi người cần phải có một cái phần mềm giải lén Và cái phần mềm giải lén được sử dụng nhiều nhất ở đây Chính là cái phần mềm WinRAR Mọi người sẽ uh, phải cài vào cho máy tính của mình Thì ở đây Mình đã tải một cái phần mềm WinRAR 64 bit Thì link tải cái phần mềm WinRAR 64 bit hoặc là 32 bit Mình sẽ để bên dưới mục mô tả cái video này Mọi người kích vào để tải nhé Thì mọi người kiểm tra xem mà máy tính mình là 32 hay 64 Thì tải về Đây ví dụ Kích vào đây kích chuột phải vào ZPC chọn property mọi người sẽ thấy được là máy mình đang ở bản 64 thì là 64 32 thì là 32 nhé. thì cái bản WinRAR này mình sẽ để bên dưới một mô tả video này mọi người kích vào tải nhá bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài này mọi người kích chuột vào chọn Z cho mình chọn install chọn OK chọn đôn là chúng ta đã cài thành công cái phần mềm lén và giải lén file nhé. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lén file trước tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người cách à, giải lén file sau nhá đầu tiên ví dụ mọi người có một cái thư mục như thế này hoặc là mọi người có một cái file như thế này mọi người muốn gửi mail vì nếu mọi người gửi mail mà mọi người thì mọi người sẽ phải kéo 5 lần à bốn lần ví dụ mọi người có 5 file thì mọi người phải kéo 5 file vào thì mọi người mới gửi cho người khác được vì mọi người chưa lén ấy đây nhá ví dụ mình sẽ vào cái gmail của mình nhá ví dụ mình sẽ soạn thư này bây giờ mình muốn gửi cái file giao bán này ví dụ mình kéo vào này thì nó sẽ không được đúng không ạ? nó bảo là phải thành tẹp zip hoặc là rát thì mới được nhá. đó thì đó là cái uh, quan trọng khi mà chúng ta lén file là giải lén file. thì lén file còn hỗ trợ cả uh, bảo vệ file nữa, tránh bị virus hay là chúng ta có thể đặt mật khẩu nhá. bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn này. ví dụ mọi người sẽ uh, lén file là kích chuột phải, mọi người sẽ cho vào một cái folder. chẳng hạn, mọi người kích chuột phải vào cái file ấy này. mọi người sẽ chọn cho mình một là uh, check to, uh, add to, add to Uh, Archiver này là dòng đầu tiên. Thì ở dòng đầu này, mọi người có thể là chỉnh sửa được cái tên file chúng ta lén này, uh, chọn được uh, kiểu lén này là rát hay là zip này, hay là RAT4 này, hoặc là mọi người có thể là tạo mật khẩu này, kích vào đây này. Thì mọi người nhập mật khẩu ở đây và ấn OK thì nó sẽ tạo được mật khẩu nhé. Đó, thì đó là kiểu dòng đầu tiên. Archiver, ấn OK cái thì nó sẽ giải lén này. Đó. Tiếp đến thì mọi người có thể là mình xóa đi nhé kích chuột phải mọi người có thể là chọn là add to dòng thứ hai có nghĩa là nó sẽ lén luôn chúng ta sẽ lén luôn cái file ra và sẽ không lén được file zip và không chọn được và không đổi tên được nó sẽ lấy tên của cái thư mục này luôn để nó lén này kích vào này đó thì nó lén luôn thì đó là có hai cách lén như vậy đơn giản như vậy thôi ví dụ bây giờ mình sẽ lén một cái file và mình sẽ thêm mật khẩu vào chẳng hạn đúng không ạ 123 1, 2, 3 Ok Và mình có thể là chọn kiểu zip chẳng hạn này Và ấn ok Đó thì nó sẽ ra kiểu zip nhá Khi mình giải lén thì nó sẽ có mật khẩu này Đó Ủa mình chưa chọn mật khẩu á à? Để mình xem lại nào 1, 2, 3 1, 2, 3 Ấn ok Ấn Ok đó thì nó sẽ có mật khẩu nhá mọi người phải nhập vào thì mọi người mới có giải lén được thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách giải lén nhé đây mình sẽ cho mình sẽ xóa này đi mọi người cũng khi mọi người nhận được một cái file ra hay một cái file zip thì mọi người muốn giải lén thì mọi người kích chuột phải vào cái file đấy và mọi người sẽ có hai dòng à ba dòng luôn một là ớt check file này một là dòng ớt check here này ba là ớt check to này thì đầu tiên thì mình sẽ thử chọn là một ớt check file mục attach file này có nghĩa là mọi người sẽ chọn được cái lơi lưu sau khi mọi người giải lén ra. Ví dụ bây giờ mình sẽ tạo một cái thư mục ở đây và mình muốn giải lén nó vào đây thì mình sẽ đến mục desktop này và mình sẽ đến vào thư mục uh, leaf folder này và mình ấn ok. Ở đây có mật khẩu à? Ok, thì nó sẽ giải lén vào cái thư mục này. đó. Bây giờ mình sẽ lén một cái khác đi để nó không có mật khẩu nhá. Tiếp đến là mình sẽ xoá đi. Tiếp đến thì mọi người có thể là chọn dòng thứ hai là trách here, có nghĩa là nó sẽ giải lén luôn. Cái file này ở đâu nó sẽ giải lén ở đấy nhá. Đây, trách here này. Đó. Hoặc là mọi người cũng lưu ý này, khi mình khi mọi người nhận được một cái file như thế này. Kích vào đây, xóa đi. Và mọi người giải lén luôn này. Mọi à, mình xóa được cái file đi Mọi người giải lén trách here luôn thì nó sẽ ra rất nhiều file như thế này. Đó. Thì uh, khi mọi người gặp trường hợp mà trong cái file lén ấy nó nó hiển thị như thế này thì mọi người sẽ chọn cho mình dòng thứ ba là trách tu có nghĩa là nó vừa giải lén nó vừa tạo ra một cái thư mục để nó chứa tất cả những cái file này này. Đó. Nó sẽ chứa tất cả các file này. Trường hợp mà mọi người thấy mà nó có cái thư mục là thư mục là chứa file rồi thì mọi người chọn trách here cũng được. Còn nếu mà thấy như thế này thì mọi người sẽ chọn esc cho mình nhá. Ok thì đó là cách mà chúng ta có thể là lén hoặc là giải lén file ở trên máy tính hay là laptop đó tương tự nhau nhé. À uh, Windows 7 hay là Windows 10 hay là Windows 11 nó cũng tương tự nhau như vậy thôi. Thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Mọi người xem video thấy hay thì cho mình xin nút like, một nút đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để ủng hộ mình nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.